That's right. Hey, Tỷ Phú. Rồi. Rồi là thứ sáu nữa anh em ơi, vô nữa. Kèo này phải vô nữa rồi. Hai về tới nữa. Ủa, đi đâu hả? Về trả thì nhiếm qua chưa? À, cái ổng qua luôn. Cái mình bán qua luôn. Trời con nó không đi bộ hả? Rồi, nay thứ sáu rồi nhà chú đây. Dạ, ba hai thẹo. Năm cam chứ quên. Để bỏ ba hai thẹo rồi. Liên của ông mày ha. Và năm cam nay làm lẩu mắm năm cam. Chào chào chào. Đại lẩu mắm nghe anh em. Đại lẩu mắm. Đại đại. Dạ. Dạ u. Wow. Rồi. Dạ dạ. Dạ. Đây trời ơi. Này cô dâu ăn dính. Dạ 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 nữ không ha. Chú lớn làm cái mu đi chú Út. Em nhậu không khoái ghê. Ghê với tường mốc. Dạ dễ ăn hơn hả? Anh chui. Còn không có ghê, thịt cũng được. Không như ghê thấy nó. Nếu mà mua cái này em mua ở đâu? Ông Miên á. Ông Miên. Con này mà không biết có vậy đem nướng. Tôi phải ăn nướng, mà nướng ăn là hên xui. Còn khi ăn bóc đầu liền. Mà nướng nó thơm á chứ. Nó dính lắm. Con mà nướng mà cái gạch đó. Miếng tí ăn trong vòng có mấy phút tí xong rồi ba ăn tới 2-3 giờ sáng. Ba là ba ăn lâu hả? Dạ dạ sao ạ. Ê, nay nấu lẩu mắm rồi ta. Nay à ông gì? Năm cam nấu lẩu mắm tại thiên. Chàng khôn đại nãi gì không đó. Này đã mấy bà kia về nó mới thanh tán được. Lên rồi. Lên rồi. Thì là đi nấu lẩu mắm luôn là biết bao nhiêu cấp rồi. Cái như thiên là thiên lâm ngon quá. Quá cá chép quá dòng rồi đó. Lắm. Chị ba, chị hai. Lắm. Thôi lộn đi chia gì mình. Em về em có tài xế em đâu sợ nữa. Hay. Ừ. Đúng thì cái ly Hennessy. Mà 6 hớp luôn á. Đổ vào cái ly này nè. Ừ. Nuốt cái ọc mà không hết. Ốc uống ọc ọc còn nửa thôi nữa mà nó còn vậy đó. Cái ly nó uống nó kêu làm như lập nó xúc heo dầu. Ôi. Phải nó to thiệt chứ. Mút hơi luôn á. Ừ. Mình uống về Việt Nam mà cười mình chết. Uống cái ly rồi thua cái mổ người ta thở nữa mà là người chết. Thôi thua. Thôi thua chịu thua chứ không dám. Hết hai chai rồi về. Hai chai nào? Hai chai đi xì hả? Hai chai bia. Hai. Đi kinh. Đi coi ai chống ông ơi. Hai chai bia mới. Bỏ xuống đi để lấy bia tánh. Một đống làm sao rồi. Quên á. Nay nhà chú Út làm mở đại lý bia nghe anh em. Hôm nay con mình nhậu vô đây nè. Hôm nay làm đại lý bia. Uống heo quay chứ làm gì đấy đâu. Uống hết hai chai nữa về. Mà hai chai có thùng mới á. Cứ đá còn nhiều không bạn? Đá là sao tan, bia lạnh mà đâu nãy đâu có hai chai lạnh ghê. Rồi hai chai lên ghê chứ hồi nãy sao không bỏ vô. Giờ bỏ dấu rồi vậy. Đâu có mày, mới bỏ nãy đi chứ. Tủ người ta tủ độ mà. Bỏ vô luôn đi. Bỏ 2 phút rồi bắt đầu lạnh tê tái luôn. Bỏ lát về bao uống. Cái này nghiệp. Cái này nay khui bia nữa. Hôm nay lớn à. Đúng rồi, hôm nay em muốn qua phải đứng đâu cho ngồi. Được giận đóng cửa vô rồi vũ vậy. Đâu mì gói rồi lên nấu lỗ mắm luôn là lên vậy. Thiên ăn môn là được. Lên là cố luôn. Rồi đừng chọc. Tụi nấu xong á. Ông đuổi về đâu. Để hai chồng ăn luôn chết luôn á. Ai nào làm thế? Này nó chưa có còn ngủ. Bắt giờ ngày nay có lão đất thì vậy mới gọi mà. Múc mắm nghe. Chồng nấu dạo múc ra. Nấu cá. Nghe cái mùi hơi hơi thôi rồi đồ nghe lên nổ đục nó thôi ai ăn nổ. Cái này nấu muốn mắm mà nước mắm không có đục. Thôi được không? Đục kẹo kìa nó ăn mới ngon. Nó hôi chịu gì nấu đi. Trời dính đờ cay, dính cay rồi bắt đầu sợ. Trời ơi, bị dính chịu gì nấu thôi. Trời ơi, bún mắm, thôi mắm chứ. Thôi, hai muỗng cà phê thôi được dầu. Cái này là ném gì bún cay với bún mắm gì. Đồ nãy mình luộc nguyên ổ mắm là con hai muỗng à.
hai muỗng à? Trời ơi, không đậu. Thôi để nhiều quá, thôi vô gì nấu rồi. Ôi nhiều quá banh tóc à. Nhưng mà bún mắm nó phải kẹo, nó phải hơi mắm. Ta phải à? Thôi không. Vậy em bỏ hai muỗng hả? Hai muỗng thôi. Nguyên cái hũ đó mình phải đổ vô, mình nấu cho nó ra cái nước, lấy cái nước ngọt nó thôi chứ không phải là mình lấy mắm nhiều. Biết rồi, mình nó nghe cái mùi, cái mùi nó hôi gần chết rồi da nó nghe vô nó bu. Mấy xào sớ mình đổ mắm nó vô. Vô nó bu banh chạnh nè. Ờ vậy được rồi. Nấu thì nghe cái mùi mùi là được rồi. Nghe nó kẹo xuống mắm thôi. Kẹo xuống nghe mùi mắm được rồi. Thiếu bông bí lục bình đâu ha. Kèo leo. Học thôi mà tôi lại không? Lại mà. Tao thấy tao ăn vậy chứ tao đâu biết. Vậy nè. Ngồi ở đây mà bông, ngồi ở đây mà bông bí lục bình. Kèo leo rồi gì thấy hay như lầu quái rồi. Bông su đũa hả? Bông bông màu tím mà lục bình. Bông gì mà ăn với cá cá linh. Bông điên điển. À bông điên điển. Ẩu ghê, mập cái ẩu ghê. Thấy người ta ăn thôi. Có một ngày tao cũng sẽ về chạy Vinh bắn bóng bún nước lèo. Chắc kiếp sau quá. Kiếp này không ăn mắm mà chờ tới luôn rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Sao quýt vậy hả? Sao quýt với 8 tỷ phú à? Sao quýt về giúp mẫu chứ. Giúp mẫu rồi. Hai sao quýt. How are you? How are you? No good, no good. Cái mỏ đi té đâu mà kỳ. Ai kêu đem này? Tao bắn. Ai? Đã quá bị không mà cho ăn. Làm quá bị khách quýt phù mỏ. Ô mía mía, trời ơi bộ đồ đẹp dữ vậy cho sao bắn. Ô hai. Mẹ đâu? Trời, tung ra. Làm gì? Tung ra. Trời ơi, kiểu làm gì vậy? Điểm danh. Cái gì? Danh. Người ta điểm danh đó. Tự nhiên ra điểm danh vậy sao à? Người ta đang phấn khởi về cha hỏi cái gì? Trời, đất ơi, chín chưa giá mà nóng rồi hả? Ờ, Cà Mau. Cà Mau xa cũng không ai tới. Đâu, chạy về đây không? Đang chạy về đây vậy. Phải đón trai con về. Nó đi chơi rồi. Nó chơi hả? Chạy xe chơi hả? Nó đi về bên Bắc Hà nó chơi bả rồi. Bà chạy xe luôn hả? Chạy luôn rồi. Ưu duyên bảo ơi. Câu để tôi nghe. Không có đúng gì đâu. Tôi nãy giờ cầm. Ta đậu bằng lái mà kêu chạy xe luôn hả? Không lẽ đạp xe đạp? Trời ơi, tôi la nước. Trời ơi, còn bó hay quay nó quên nữa, bỏ vô luôn. Chết rồi mà. Này, nó là lâu mắm rồi, Cà Mau xa quá. Tôi nâu về đây luôn đi. Mở lên luôn đi, nắng rồi. Vậy ăn bé ở đây hả? Hả? Ăn được. Bất lẽ nó đâu có nón rồi. Quên giới thiệu chứ con ngựa sắt của vườn Nam Cam nè. Ủa, con đại bàng chứ gọi ngựa sắt. Thiên lý mã. Ta cười chứ. Cái gì đó mà giờ. Con ghẻ sao mà ghẻ ghẻ thì ăn hết thì nó còn luôn. Ừ. Đùa. Ta cái là đồ nổi trên sông Mỹ Tùng. Đồ nổi mà cái mặt vậy sao ăn? Sợ gì? No, các bạn không ăn được đâu. Xong được. Ai có bác sĩ cấm à? Đó nó nổi ra đừng nấu. Ủa, nổi với cá. Nổi trái dạ, đâu có ai mà. Gọi cảm ơn vợ em á. Bữa ra vô, bả nhức đầu quá rồi đó chị, phải nói chị tóc sao vậy, không có nghe chị tóc bệnh gì đó chị tóc. Trời đất ơi, bữa sau lại cái mặt. Ủa con niêm gì chưa sao mà lặn nhắc cả cái này. Trời lặn à, em thấy được mặn rồi mà. Cứ mẹ niêm ra đây, niêm niêm luôn, em không biết rồi, em niêm ra là vừa đó. Rồi, mình lấy hai miếng mắm nữa. Bỏ miếng mắm vô nữa mới thơm, ra ăn lẩu mắm mà không có bỏ ai. Một không có lắm. Ừ, cái này chưa có mắm nè mình. Ừ, đây chứ. Vậy hồi nãy mình bỏ vậy là yếu. Cái này chưa mắm nè mình. Trời ơi. Vậy được rồi, hơi hơi thôi. Chưa mắm cái này nó khai à, chút chính. Thì vậy bỏ thêm đi. Rồi bỏ đi, bỏ thì bỏ. Bậy. Mắm có sặc người ta. Mắm thì dữ đâu. Mắm thì dữ không á. Dữ mà. Rồi hai ông này nấu mà không biết rồi biết đấy. Có món nào sao bánh ăn được đó. Đó. Chưa. À bánh môi gì sao ăn. Cái hũ á. Nhưng mà ăn đây. Ít thôi, nhiều quá sao ăn. Sao vậy? Nấu chưa mà bỏ vô. Ủa cái này là gì? Mắm có sặc á. Thì bỏ vô không sao đâu, bỏ sao đâu. Bỏ vô. Sai rồi mà. Đây là bỏ vô đi dặn lửa lớn. Lấy cái tô
quậy lên, múc miếng nước này quậy quậy đó. Đang lửa đang lên mà. Đô nó xương không á? Xương nữa đó. Xương chứ. Ờ múc ra đi giờ tám tát ra. Không không cứ đổ vô ra trong cái ấy này tám ra đổ nước thôi. Hai đứa đi ngồi ăn kem với thương. Đứa nhỏ xíu. Nói nói cái này nấu hết cho hũ đó luôn. Rồi cái kem có tính đi. Ôi ơi, không chịu gì nấu vô. Sao tức mình ông nấu bún mà ông rồi sao? Ông kêu ăn bún mắm mà. Nãy nó kêu ăn bún mắm chứ hơi hơi mắm thôi. Đầm mẹ. Nó một hai nó nói là bún mắm mà nó hai muỗng thôi được rồi. Bún mắm là ta ăn bún do đó với nước mắm là kêu là bún mắm. Nó không lậu. Sao nó lại đi? Nó lậu mắm. Né. Nó sao nghe giá mà nó lại hả? Bà thấy cái nước trong khe không? Tại nó lộn mắm thì nghe hơi hơi mắm thôi. Bà ăn mắm không được. Ăn mắm không được nhiều. Chị chơi. Chị chảy. Đây mày cầu thủ đồ nào mày? Múc nước đổ vô luôn đó. Ồ, vậy là vừa rồi. Đây là ngon tuyệt vời con cóc rồi. Ồ, mấy bà này về làm hương nấu mắm luôn. Hồi lắm. Rồi, tám để. Ba về ông lấy cái nhang đó. Nó xách nửa chậu trái đất đó, ông lấy tỏi với lại dầu xăm bỏ vô. Ôi mẹ gì tôi đốt hồi nãy giờ tám cây rồi đó. Chạy chiếc xe mà anh có nghe tin. Mình cứng quá rồi. Trước mình bơm trước mà. Bữa giờ mua cái chai đó mà chưa mua. Mua chai gì? Chai sức một cốc này. Mua sức vô đi. Mua cái mua rồi. Mua lộn sắp rồi. Mua cái mua rồi. Mua cái mua rồi. Đi. Ờ điếu xin nó lẹo. Ờ mua cái chai sức dễ dụng mà. Sao đâu vậy? Đâu có đâu đâu cái. Đâu vậy? Chiếc phan mày đen tôi mua luôn được. Đen như con trâu quá. Ok, tiếp tôi Bồ Tát. Cái nổ à. Bồ Tát. Em phải chai nổ rồi. Đen hơn con cháu. Rồi kệ, tôi hạnh phúc được. Tôi đâu có khe. Cháu nó đen hơn con. Nó đen hơn tôi. Cho tôi vô dịch. Anh ăn đâu xác gì đó. Xác không đó bà. Ăn đi. Tao cái đầu lớn tao lấy xe dầu. Đầu lớn mày ngậm vô cái mày đầu cái mày lọc cái mày bỏ vào cái chén khác. Rồi từ từ. Hết rồi. Dạ còn thẹo với hết. Dọn cái xanh cho dọn cái xanh nó ba đó. Đâu? Như vậy sao? Ờ dọn cái xanh nãy giờ kiếm nãy giờ. Ờ dọn cái xanh dọn đi luôn à. Múc ẩm rồi nhà nó hát đi. Múc gì? Trời ơi trời ơi. Ba kệ nó chứ sao giờ. Ừ ông nấu không có bắp. Nấu trong sài còn muốn ăn trong son kìa. Ờ nãy pha vô son. Không có nhiều. Trời ơi trời. Mắc dịch ra ông này ông nấu mà ông nó nấu được bỏ hai muỗng thôi thì bỏ hai muỗng. Không kêu nấu không ra mà không kêu. Nhìn nó bún mắm luôn. Rồi mắm này nấu mắm kêu. Rồi có sạch nữa nó mới ngon chứ mắm linh mắm này, mắm sạch nè. Mắm sạch không? Mắm linh nữa. Mắm linh mới thơm. Hỏi gì ai lì? Mắm linh nữa. Không có mắm linh nữa không ai? Nữa mình ghé hỏi vô nhà quảng cáo luôn. Quảng cáo. Lo chạy. Chạy luôn. Nó nghe bún mắm. Đi đâu? Nghe mắm nè, chưa nấu. Đậu xương cha đang còn dột rồi. Trời ơi, chạy. Ô, tôi cũng muốn chạy nữa nó. Trời ơi, chạy mới vô mới thơm đó. Thơm, đậu tôi chứ thơm. Má ơi, trời. Thơm chết nổi nghe luôn. Trời bỏ cái hũ ngâm trọng luôn. Ờ, nhà ơi. Ờ, là có mấy bà ăn máy thổi. Không, mà nó có vô đây nó cũng chịu không nổi. Sáng lấy cái hũ qua cho ba ăn cống. Đi lộn nhà. Lộn nhà. Không có hơi. Phải thêm mắm linh nữa đó. Cái này nó chưa đủ mắm. Thôi được rồi. Thôi vậy được rồi. Được chưa? Được rồi. Nghe mùi mắm rồi. Được. Đầu đất cơ cái đầu cổ ôi trời. Đi về gọi đầu không chờ. Chị Phan là chị. Thơm giờ bây giờ mới ngon nè, nãy nó lạc lẽo lắm. Mắm mặn rồi bỏ nhà ăn ba cái này nè, bỏ vô chuối rồi vô lạc. Ờ bỏ đó vô. Trời ơi. Sao ăn gì nữa? Bả không nghe hả? Bà sợ rồi hả? Đâu còn nè. Tưởng bà... Bà ăn bà, ngồi ghế nè. Có ai biết đồ này trên đây cho... Ăn bà mấy ông bạn chị chết mà biểu đồ này tình trên đây mà chị đâu biết làm sao trên Facebook. Hỏi đủ hay là... Chi rồi? Đi bà khách nè, chào chết. Ung thư như má, ung thư giảm đau nhiều quá, ngủ luôn rồi. Ủa lâu chưa? Bà đồ này nó... Phải có cái website riêng của tụi đó. Thì nó có nè, vô đây nè. Đúng rồi, giờ mình lên tỏ cao vô thôi. Bầu trời đẹp quá. Trời quá đẹp hả? Ừ. Có nè. Bao nhiêu bao nhiêu. Ok, ba cái hàng dạo đi mất hết thì. Trồng kiêu khuế. Này là kiếm gà kỹ dậu. Trời, nhà trồng khuế không ta?
Nhà nhà chồng Huế này chắc là tính làm con kỹ dậu hay gì nè. Hả? Anh Nam? Hả? Nhà chồng Huế tính làm con kỹ dậu hay gì đó. Đang làm kỹ dậu. Thì Huế thì nó đi đâu, nó đi đâu, nó đi chung á. Ô cây thông này đẹp vậy. Ô cây thông này quấn đèn hơi đẹp á. Wow. Tám mấy độ, bảy mấy độ, quá đẹp. Tám giờ mấy, một trời sáng dữ vậy trời. Cây thông này lớn hay còn hả? Cây thông đẹp á. Này lớn hả? Chỉ lên chùa nhân bạc. Mới trồng bông nhân thọ. Bà không biết ai ai quảng cáo bởi cái lần bà thấy này bán hay anh á. Đi khô cá nhiều lắm ăn không hết cho bà ăn chứ. Dạ nếu cô bà muốn ăn thì cho bà thôi. Còn bà ăn đâu? À không biết. Bà thanh ù. Ăn gì? Cá. Năm nay chưa thấy còn nào không vô? Vô chính. Tới em chính. Trời đất tiệm. Muốn nhúng rau, nhúng gì đó ăn, nhúng quay. Từ từ, cho bác. Cái nào thuốc lá, cái nào mắm nuốt, cái nào dạ, lùm dạ. Lùm dựt. Mất, bỏ vô nữa rồi. Mất, nãy quên em bịt tôm qua nữa. Bỏ cũng phải quay nữa hả? Bỏ, bỏ quay lá chút xíu luôn. Ai ăn, mới bỏ về cái tù á, đâu ai nhúng chưa có. Cái bay ai bỏ vô đây này. Bỏ vô ta ăn lẩu, cái này là quay là người ta lẩu mắm, chứ không phải là ăn bún mắm. Lẩu mắm mà đồ quá, ta quay vô người ta. Này mày sắp vô cái tô đi, mày múc vô cái bỏ ẩu mắm rau mà bỏ vô ăn. Ăn lẩu mắm ta nhúng từ từ, còn cái tô quất cái tô no bà ăn gì. Ú, mấy bà này ơi, thấy nó ăn lẩu mắm mà chưa. Cho nó quay ăn lấy thảo. Thôi ăn. Bãi. Trời ơi, ông kia ông đâu à, ông kia ông qua. Nhà. Nhà giữ cái bàn thờ hả? Giữ cái ly hương. Bãi làm hết nè em ơi, mà bãi nó. Dạ, cà hả? Nhiều lắm ơi. Đừng giỡn ha. Nhiều con ghẻ ghẻ xong. Nhiều mà. Nhiều mà ghẻ cũng nhiều mà. Thử là già tóc trời thì sao ngon quá trời ngon luôn ha. Tống con khỉ vậy. Nó xuống giá thì nó mới chắc đó chứ. Ôi, nấu pháp hòa, nấu hoài. Bồ Tát dùi. Cho mày 3 tiếng nữa không đi. Tiếng mày. Trời sao ăn lơ là quá mồng tôi ăn à. Này ép nó ăn á, chứ ăn đâu. A Di Đà. Người ăn ra vậy. Cái câu nói gì nghe nó ấm lòng. Ấm lòng ha. Cái câu nói gì nghe. Nghe nghe mà nó nghe mà nó bầu tới. Tôi lỡ đạo tôi ăn cái mày trước không? Trời ơi gấp ra để nát. Mất phước hết. Ủa, tôi có ghé không? Không, không ghé. Chút ghé chở em về mà. Anh chút hả? Xe mày đây mày chở về bỏ đây nữa hả? Bỏ đây mai xuống tiếp. Có bằng lái không? Đâu có bằng lái và bắt như bằng lái rồi lo gì? Chạy xé vô. Giờ khỏe, giờ khỏe rồi. Mãi thổi. Giờ có thầy xe riêng không? Không bằng bún với nước tương. Thầy xe ruột. Nước tương đen hết. Sao? Bà xã đen giang hả? Dạ chắc hai bãi hả? Ôi bà đâu có ăn môi. Bà đâu ăn con nào gạch. Có thịt ba dĩ đây hả? Trong có đùa. Sao thịt ba chỉ đâu không thấy gì ở đây vậy? Nè. Trời ơi đứa chìm ở dưới á. Đi kiếm thịt ba chỉ à? Trời mày lặn lội chi cứ khổ rồi kìa. Tôi kiếm thịt ba chỉ à? Ở dưới á. Lấy ngón tay chỉ vô. Xào cho tan mở bớt ở dưới sắc bận trên cái luôn đó. Đùa. Mặt mày thì nó nổi dị ứng. Mặt mày nấu dị ứng con đồ kiếm thịt ba chỉ không? Ra đây chết quay lại, anh chụp đi ra đây chụp quay quá. Năm kỵ mẹ nó năm. Năm thì ăn chứ. Thôi được rồi. Cái mùa này mình không rùi không đi. Mùa này mình rùi không đi. Bà sao là ở tôi làm tôi quýt trái chuối nữa. Vô hai năm mới chết. Lắm. Bảy hả? Tụi bảy làm đi đi. Kiều nó lên và nó ăn ngon ở dưới, nó đã lát về ăn nữa rồi. Còn tao không biết cái nào đúng mày. Cho nó mát khỏi cái dễ đưa cay. Nhiều khi ăn và cái bị lỗ đậu. Đâu nóng đâu cay. Phải không mở đó. Chung nhật tới giờ mà mày nói. Nó ăn từ bữa chung nhật tới giờ. Ủa rồi phải ghé vậy thôi. Bữa chung nhật nó ít, tám hai nó nhiều. Ngày mai anh chiều làm nữa anh chiều. Tại bớt rất dĩ thôi. Tại cái tuần trước anh không có làm.
Mày không làm, nếu mà không làm thường mày muốn nó không kêu luôn. Làm từng này nữa chán mẹ phải bắt chiếc xe rồi. Mày gió, nói vậy gió ghê. Giang hậu coi tao ra gì tập 3 làm sao làm tư kêu tới thứ tư. Giờ ngày mai có bác ba nào không? Có. Ba chủ nhật là chị nhỏ kêu tới thứ tư luôn cũng làm. Giờ ăn từng đừng có 7 ngày hả? Từng 12 ngày hả? Từng trước có nói thiệt chứ anh không có làm. Trời nó không cặp với vô ăn hả? Thôi, nhiều quá. Nhiều nó muốn mình để nó lâu làm. Làm một cái từng đó mình làm từng nhiều. Anh chắc chơi quay của nhau mình á. Nó nhớt á. Nó làm cái gì? Thiếu nước rồi cái thích nó lên. Xỉu. Làm á hả? Ừ, không làm. Nóng quá thì bị ô bị hiếp. Ô bị hiếp. Nó nóng nữa, nóng quá trời nóng. Nó nóng phô ra, nóng không lợi tắt sạch đâu. Cái gì vậy? Ra, không ăn à? Ủa mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? 9 giờ về tới mà, mấy giờ rồi? Ờ, hồi nãy nó nói 9 giờ phải không? Mất 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 bỏ vô đại bỏ vô bỏ vô nè mất không ăn nữa thôi cho bà bỏ ăn. Ăn em không ăn mực sợ hả đi mày tiếng mày bây giờ bây giờ đưa tay cho mắm mùi bột chú nó chưa đủ đâu mà có phải đâu mà không thiếu gì á. Thiếu đậu thơm hả? Thiếu xả. Xả nhiều mà. Thiếu xả, thiếu mắm. Trời ơi, có xả 4 cây như vậy. Xả để sắc. Trời chưa tới, chưa đủ vàng. Tôi ăn mắm. Tỏi. Với tôi ăn mắm chứ sao tôi thấy cái này được? Tôi thấy giống vậy. Với hành à, có hành hành tím. Xả quá trời rã luôn rồi đó vậy. Cả rồi ớt nữa. Tôi thấy tôi ăn bình thường à. Đi rồi. Tại hồi đó là chắc tôi chưa. Không biết. Ừ. Cái ăn này ngon. Ngon. Bây giờ mình ngon nó ngon đây. Để ngon. Trời. Ghê rồi đó. Tán vô. Ừ. Sao nào nó ăn được nó kệ hả? Có đòi dỗ. Cái gì mà ăn? Dỗ hơn giống như bà nó rồi. Có cá đó, không có cá cho mà. Cá không con? Cá này mày dắt chứ. Cá ở dưới. Cá quay đó. Nó quay. Ờ, thịt ra bà ghé. Nè, cá đây. Ừ, nó quay đi. Ờ, nó quay là bà ghé. Cá đây. Nè con, cá. Nó còn lạnh, bữa trên này phải quay lại. Nô, đừng có quay. Nó quay ăn vậy thôi, đừng quay. Bỏ nướng lại. Thôi, mình nướng lại. Ừ. Được, ăn nướng được. Có ai xa nó vậy? Không ai bỏ vô nướng lại được. Có ăn nữa không? Không. Mới để đó. Thì nướng lại ăn nha. Không, nướng đâu, ăn đi, đâu, nó đâu có mới mở đâu mà, mới mà. Thôi vậy mở ra ăn hả? Mới rồi, mới rồi. Để bỏ qua đây. Bị mở. Để gì ăn thôi. Nước nữa không ba? Ừ, luôn, chào bạn mày. Mẹ ăn mày bớt xíu. Hay. Mai đêm về xào cái chua, ngay luôn. Ngay luôn. Ổng nữa. Mau go to your house. Tomorrow go to your house. Nè. Xong rồi, hôm nay canh sầu đâu lên sẽ làm gì nữa. Mày tính đặt khai nữa mày. Tao chuẩn bị hết rồi mà thôi, nghĩ là Cà Mau xa quá không ai lên thôi. Mua nhà đỡ tốn. Trời con dẹo. Chịu khó chạy về. Thôi đi cá đỡ ăn được hay sao? Thôi được. Không biết ăn nữa. Con phật ăn được, mắm là... Em ngồi tay cũng ghê. Cũng ăn thịt, ăn cá. Đó nó hôi luôn rồi. Bà ấy bắt hả? Chắc chắn là ăn cơm lén nữa vậy. Đó, ai đẩy cái kem vô ơi. Cạn mấy xe bia tôi cái kia nó nổ cái mà nổ thừa luôn. Lớn quá chi vậy? Mai mày chứ không muốn đánh nữa. Kệ kìa. Đó mẹ để vậy cái kia để nổ bia cái xác, muốn không hết bỏ giữ.
Trời đất ơi, tức chi. Bể mình, bể mẹ. Nấu thì khi muốn nấu thì không lên lời vậy. Thì bây giờ mình xỉn rồi, giờ nấu mình phải chịu thôi, chứ giờ biết không. Thật sự là mình đắp nó bỏ vô. Thật sự là mình đắp nó bỏ vô đi, nhưng mà bị cản bên ngoài. Hết ghê ra nè. Mày hút cái cống nha mày. Mày đi Trung Quốc hả? Trời ơi cơ. Để ta ăn cho nó đã cái coi. Nói gì khi cái ta ngại cái ta làm chắc được. Là bún mắm ăn được rồi mày sao rồi? Quá giỏi rồi. Quá giỏi rồi, bún mắm ăn được rồi, quá giỏi rồi. Giỏi, nó giỏi hơn em rồi. Ừ. Ồ. Oh. Nấu ra. Nấu ăn ăn ăn. Chưa tới. Viên này chắc ăn cái này mình cho vừa nữa. Vừa.